gì đâu như này thì mình. Chị hỏi lão bản. Chào em tên là gì? Em tên là Trương Thị Duyên. Thà chị họ Trang Sư Yến. Em hôm nay đến tuyển ngân hàng gì em biết không? Em đến tuyển ngân hàng Bách Hòa. Thà chị nên, chính thiên lái tham tuyển được sự phải hứa công sư. Em có biết đơn hàng này là đơn hàng mà không phải chi trả bất kỳ một chi phí gì cho ai không? Có. Thà chị đào chơi cờ tan chỉ sư lính sâu phê tờ, rằng họ bù xeo xeng rừng hứa đánh cháu rừng hứa phê dụng. Em có biết là tiền giấy tờ cá nhân như hộ chiếu, tư pháp, khám sức khỏe, đi lại có được hỗ trợ em biết không? Có. Thà hiểu chị đào chơi sự ban lý nên xe khu trào. 良民证还有体检交通费的一些相关费用是可以得到补贴的 năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 24. 他今年24岁, nhà em ở đâu? Nhà em ở Thanh Hóa. 他家在庆化省, chiều cao cân nặng của em bao nhiêu? Em cao 1m63, nặng 65kg. 他身高 1m63, thì trọng 65公斤. Em học hết lớp mấy? Em học hết 12. Em có bị cần thì mù màu không? Dạ không. 他高中毕业, 他没有近视, 没有色盲. Trước đây đã từng làm qua những công việc rồi? Em làm công nhân may. Công nhân may em làm được mấy năm? Em làm 6 năm. Em làm những may bộ phận nào? Em may quần áo. May quần áo? Ý là em làm may được may một kim, hai kim hay là vắt sổ? Em may được cả tất cả các loại máy ạ. Một kim, hai kim, vắt sổ, can sai. Ok. Thà sư cao trung bi hôm nó sư yếu liệu nén ở công suất kinh nghiệm, chứ sư phấn rừng công. Thà tại Trần Y tờ công sư sang ban, khởi thao tổ đan chân xiên, xoang chân xiên, khảo cơ chi tờ. Em đã kết hôn chưa? Em đã kết hôn rồi. Em có mấy con rồi? Em có 2 bé. Tuổi của các con là bao nhiêu? Bé lớn 3 tuổi, bé nhỏ 2 tuổi. Con gái, con trai em? Con gái. Hai con gái luôn à? Vâng. Hai con gái, ok. Chồng em ở Việt Nam hay ở Đài Loan? Chồng em ở Việt Nam. Có dự định đi Đài Loan không? Đã có. Bao lâu? Chồng em dự định Đài Loan luôn hả? Vâng. Ok. Thế bao chồng dự định bao lâu nữa mới đi Đài Loan? Chồng em khi nào sức khỏe tốt thì chồng em sẽ đi Đài Loan. Tại vì hiện giờ sức khỏe chồng em là... đang không ổn lắm. Vâng. Ok. 她已经结婚了，然后有两个女儿。 女儿的岁数是3岁，还有2岁。 她老公目前在越南，然后以后可能就是身体好了之后，好一点的时候是再想去台湾工作。 Em có dự định sinh con thứ hai và thứ ba không? Dạ không. 她没有就是要生第三个孩子的打算了。 Bố mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bố mẹ em năm nay 50. Đều 50 tuổi hả? Vâng. Làm công việc gì? Bố mẹ em làm ruộng. Làm ruộng à? Sức khỏe tốt không em? Sức khỏe bình thường. Tha phụ mẫu chín năm độ 50 tuổi, rồi trồng thiền, thân thể khỏe mạnh. Em đi Đài Loan thì ai là người chăm sóc con em? Chồng em và bố mẹ em. Thế chồng vừa đấy bảo sức khỏe yếu thế có chăm sóc được không? Dạ có. Ờ. Tha đi Đài Loan công tác, nhỏ hài tử, có lão công, hay có phụ mẫu chăm sóc. Nhà em có mấy chị em tiếp thứ mấy? Nhà em có mình em. Ồ, tha là tú sinh tử đó. Ở Đài Loan có người thân bạn bè không? Dạ không. Tha tại Đài Loan không có chính trị bạn bè. Em tự nguyện đi Đài Loan hay em buộc em? Em tự nguyện đi. Tha tự nguyện đi Đài Loan công tác. Em đã từng đi nước ngoài bao giờ chưa? Em chưa. Tha mới ở chu cô của tờ. Em từng đi Đài Loan chưa? Em chưa. Em muốn đi Đài Loan mấy năm? Em muốn đi 6 đến 9 năm. Tha也 还 没有 去 过 Đài Loan, 然后这次想去 Đài Loan công tác 6 到 9 年. Em thuận tay phải hay tay trái? Em thuận tay phải. Tha xuân yêu sầu, đã từng luân cao bao giờ chưa? Em rồi ạ. Bao lâu đổi cao một lần? Một tuần đổi cao một lần. Tha 有 luân cô ban lợi, 1 cơ lý bài luân 1 次 ban. Nếu mà làm đêm 3 năm suốt có chấp nhận không? 3 năm suốt luôn ạ. Dạ có. 他如果是上夜班三年，他也可以接受的。 Em có thể phối hợp tăng ca được không? Dạ có. 他可以配合加班的。 Có thể phối hợp làm việc trong môi trường bụi bặm ồn ào không? Có. 他可以配合那个在有粉尘有噪音的工作环境里面上班。 Nếu mà đứng suốt ngày 12 tiếng có chấp nhận được không? Có. 他可以配合站着工作12个小时的。 Có bị dị ứng, bị bệnh truyền nhiễm, bệnh mãn tính nào không? Dạ không ạ. 他没有过敏，然后也没有传染病、慢性疾病的。 Đã từng mổ gãy xương nằm viện nạo phá thai bao giờ chưa? Em mổ sinh một lần ạ. Ờ, thay phẫu khu sản 一次了，然后没有流产过，没有骨折过。 Đến tháng có bị đau bụng không? Dạ không. 他没有肚子痛，月经来的时候没有肚子痛。 Trên người có hình xăm không? Dạ không ạ. 他没有刺青。 Em có mồ hôi tay không? Dạ không. Ý xem nào. Có, có một ít. 他有一点手汗的。
có hút thuốc uống rượu không? Dạ không. Tha mấy hồi trâu yên mấy hồi hơi rượu. Trong quá trình làm việc bị phạt 3 bản cảnh cáo có chấp nhận không? Có bị đuổi về nước luôn chấp nhận không? Dạ có. Nếu có bị khai sai trong trình cáo tan chưa bị chuyển xong hồi trụ, tha phải chờ quy định. Ok xong rồi cảm ơn em. Xin chào bạn.